Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe cộng đồng. Chương trình rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lào Cai thực hiện thu phí xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất nhập cảnh. Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng, chung tay ứng phó và kết thúc đại dịch AIDS. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 5489 ngày 27 tháng 11 về việc thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Sở Y tế vừa ban hành văn bản số 2162 hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát thực hiện nội dung này. Trong đó, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện thu phí dịch vụ xét nghiệm đối với người có nhu cầu nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai và được cách ly tại khách sạn, không thu phí đối với đối tượng nhập cảnh cách ly tại khu cách ly tập trung, người có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Mức thu được thực hiện theo mức giá Bộ Y tế hướng dẫn tại văn bản số 5834 ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. Các tổ chức cá nhân, các đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài liên hệ với Sở Y tế để làm thủ tục và phê duyệt phương pháp cách ly. Sau khi được phê duyệt, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ thực hiện xét nghiệm và thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai là một trong 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Năm 2016 đến nay, chương trình đã mang lại kết quả rõ rệt, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn thách thức cần tháo gỡ để chương trình hoạt động hiệu quả hơn. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đã đề ra mục tiêu chung nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Cụ thể, đạt số đấu nối cấp nước hoạt động 255.000 đồng đối với số người hưởng lợi từ cấp nước sạch khoảng 1.045.000 người. 680 xã đạt vệ sinh an toàn xã, khoảng 400.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo, 2.650 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo, 2.650 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học và trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo, trong đó 1.650 công trình và 1.000 trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo, tăng độ bao phủ nước hợp vệ sinh ở các khu vực mục tiêu, xây dựng năng lực ở cấp tỉnh, xã và thôn bản nhằm xây dựng thể chế mạnh mẽ và cung cấp cho họ nguồn lực cần thiết để thiết kế, thực hiện, quản lý và nhằm duy trì các công trình vệ sinh và cấp nước. May mắn cho gia đình chúng tôi khi đã được Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh để lựa chọn để cho gia đình được tham gia vào chương trình. Tham gia vào chương trình thì mọi người dân có thể biết đến được gia đình đã có thể cung cấp được các nguyên vật liệu để xây dựng một nhà vệ sinh an toàn, hợp lý và hợp vệ sinh, rồi có thể đến lựa chọn và đã được và chúng tôi gia đình chúng tôi được hướng dẫn các cách lắp đặt và sau khi tham gia chương trình gia đình chúng tôi đã bán được nhiều sản phẩm và người dân được cung cấp đúng theo yêu cầu với nhu cầu của người dân. Trước nay nếu mà chưa làm nhà vệ sinh thì chung cái thủ lợi mà làm ở chỗ nhà thủ lợi thì nói chung là nó không được an toàn vệ sinh mấy, thì được hỗ trợ nhà nước và chính quyền thì em xây được cái nhà vệ sinh bây giờ khang trang và sạch sẽ hơn, đảm bảo sức khỏe hơn, mà chả biết nói gì cả mà chỉ biết cảm ơn về nhà nước và chính quyền địa phương và thôn bản. Tính đến nay chương trình đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.198 trên 5.150 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.
30 trên 42 trạm y tế được sửa chữa các công trình nước và nhà tiêu. Đến nay đã bàn giao và đưa vào hoạt động. 22 trên 35 xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn. Các hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình, tập huấn cho giảng viên nòng cốt, triển khai khảo sát lựa chọn cửa hàng tiện ích, tập huấn, hội nghị được triển khai đúng nội dung kế hoạch đề ra. Với những nỗ lực của ngành y tế, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai, đơn vị đầu mối của chương trình, dự kiến hết năm 2020, chương trình thực hiện 5.543 trên 5.150 nhà tiêu, đạt 107,6% so với mục tiêu giai đoạn. 42 trên 42 công trình nước và nhà tiêu trạm y tế, 35 trên 35 xã đạt vệ sinh an toàn, đạt 100% mục tiêu giai đoạn. Bằng những định hướng, giải pháp cụ thể, hiệu quả mà chương trình mang lại sẽ góp phần làm giảm tình trạng bệnh tật trong các khu dân cư, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh, qua đó tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hệ thống phòng chống HIV/AIDS được thường xuyên kiện toàn từ tỉnh xuống huyện, thị xã, thành phố đến xã, phường, thị trấn. Chương trình phòng chống HIV/AIDS gồm các lĩnh vực truyền thông thay đổi hành vi, can thiệp giảm tác hại, dự phòng phơi nhiễm, chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hàng năm các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sau 20 năm nỗ lực, chương trình phòng chống HIV/AIDS đã góp phần khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, đúng với mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và hướng tới mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc. Tỉnh Lào Cai phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 12 năm 1996 tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, toàn tỉnh có 3.172 người nhiễm HIV, trong đó có 1.628 người nhiễm HIV hiện đang còn sống, 1.049 bệnh nhân AIDS đang còn sống và có 1.544 người nhiễm HIV đã tử vong. 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố và 82,2% số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. Báo cáo giai đoạn cho thấy tỷ lệ hiện mắc 100.000 dân chung toàn tỉnh là 0,23. Trong đó, huyện Văn Bàn có tỷ lệ hiện mắc cao nhất, lây nhiễm HIV qua đường máu chiếm khoảng 62,46%, lây truyền qua đường tình dục chiếm khoảng 27,57%. Nhờ đó, số ca nhiễm HIV mới phát hiện đang có xu hướng chững lại trong những năm gần đây. Số trường hợp bệnh nhân chuyển sang AIDS và đã tử vong giảm. Hiện tại, tỉnh đã có 85 nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm tiêm trích ma túy, 16 nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm gái mại dâm. Ngoài ra, các cộng tác viên, nhân viên y tế thôn bản cũng hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi được thực hiện với sự phối hợp đa ngành bằng nhiều hình thức như thông tin đại chúng, truyền thông qua lễ phát động, meeting hoặc thông qua các nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng đi triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại. Các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV được mở rộng về địa bàn và nâng cao về chất lượng. Các biện pháp can thiệp giảm hại như cung cấp bơm tiêm kim sạch cho người nghiện trích ma túy, cấp phát bao cao su cho phụ nữ bán dâm từ chỗ bị cấm đến nay đã triển khai rộng rãi toàn quốc. Thì chúng tôi cũng xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp xác thực phù hợp với lại tình hình thực tiễn của địa phương trong thời gian tiếp theo. Chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 theo tinh thần của nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, thì Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tập trung chỉ đạo một số những nội dung cơ bản sau. Thứ nhất là việc kiện toàn mạng lưới phòng chống HIV trên địa bàn toàn tỉnh từ tuyến tỉnh cho đến tận tuyến xã, và tiếp tục tăng cường hơn nữa việc phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong chương trình phòng chống AIDS, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động dự phòng can thiệp tác hại bao gồm các cái thông tin từ truyền thông thay đổi hành vi và các hoạt động chống kỳ thị phân biệt đối xử tại cộng đồng, gia đình và các cơ sở y tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, cảnh báo nguy cơ lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng, có thể ảnh hưởng do lây truyền HIV từ nhóm nghiện trích sang bạn tình của họ. Bên cạnh đó, Lào Cai là nơi có nhiều khách du lịch đến hàng năm và là cửa khẩu giao lưu thương mại lớn. Vì vậy, cần quan tâm nhiều hơn nữa nguy cơ lây truyền qua đường tình dục của nhóm phụ nữ bán dâm trên địa bàn tỉnh. Trong khi nhận thức về HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư vẫn còn hạn chế, nhất là trong nhóm người sử dụng ma túy và người mua bán dâm,
số cán bộ chuyên trách phòng chống AIDS của các cơ sở còn thiếu về số lượng và không ổn định về nhiệm vụ chuyên trách. Mặt khác còn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác phòng chống AIDS của đơn vị chưa được triển khai thường xuyên liên tục. Nhận thức của nhân dân về HIV/AIDS đã có chuyển biến, nhưng việc thay đổi hành vi chưa mang tính bền vững. Một số nơi vẫn còn sự kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS. Đây chính là rào cản lớn nhất trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe cộng đồng số tháng 12 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.